Chuyện ma kể cho nào trời. Ở đây luôn luôn ngồi cái chậu quá. Cái chậu quá. Cái gì? Ở đây có mướn người làm không? Có mướn người làm không? Chị ai là chủ khóm ở đây? Bác ba gì? Quay em là nó ố luôn cái màn hình đó. Chừng nào mưa nó mới ố. Yên tâm nè. Mua về vụ mua chặt lấy luôn đi, khỏi nhỏ nó mệt lắm. Giờ giá mấy rồi? Hả? Giờ giá mấy rồi? Mua đi để rẻ con mốt con mua hoài luôn đó, cho chú ấy con mua hoài luôn đó. Rẻ con rẻ, đang rẻ, rẻ sao mới được chứ. Đang làm vừa thì làm vừa giá với người ta thôi. Thì này con 7.000 nè, con tâm á, cũng đồng đồng nhau chứ đâu ai thấp hơn ai. Thì vừa giá với người ta thôi. Ờ thì đồng nhau à chứ giá thử chứ gian hoài chứ. Con bao giá cho chú luôn. Nhiều. Thì ví dụ như chú chưa có mới ra đúng không? Ừ. Thì con bao cho chú khỏi gửi. Con mua con chung tiền liền cho chú khỏi gửi. Để ấy rồi ngồi nói chuyện. Chụp lên đi. Chứ đâu có cần thiết mà chú phải gửi người ta chị. Đủ rồi, đi chở đi, chạy vô tới đây con gom cho chú. Tới đây luôn phải không? Ừ. Vô bọc sẵn điện alo là tới liền. Đủ tới đây gom luôn phải không? Ừ, tiền xong là nhiêu ký tính tiền trả cái một. Ok. Vậy đó. Mà chờ đợi gì mà thiếu. Ngày chăn chỗ trà sữa Minh Thư. Biết Minh Thư trà sữa Minh Thư ngoài không? Biết. Ờ ra nơi đó. Còn có ít thì cứ dục xe máy chở ngoài. Căng xong mình lụm tiền. Ít quá cái chạy xe tải vô cũng tội nghiệp. Ừ. Dù có chừng vài chục ký á. 100 ký vậy đó rồi lòi thuyền ra. Hãy vô lên chiếc xe Honda 2-3 bọc cái. Nó tới ngoài rồi. Đi nó khỏe hơn. Giờ vô nó trà nó chuyện với ông đi. Ở chỗ này nè, có nước trà đây nè. Giống cây nè. Đâu có về nhà nông mà. Tránh công nhà nông được chứ. Thấy người ta chấm trên trả xuống không à, biết của ai à. Trời nó nông cực lắm. Chứ ở dưới phút này là tầng 2, tầng mấy. Ra cái củ gừng đâu phải là dễ phải không? Rồi, mình nhà nông mình muốn ra sản phẩm gì bất cứ là đủ. Nó công sức dữ lắm, đổ ra dữ lắm luôn. Chứ không phải chuyện đơn giản. Từ cái công đoạn mà trồng rồi đó là đủ thứ tùm lum chứ không phải là nó mình có được người nấy đâu. Xịt thuốc, xịt phân rồi làm cỏ ha. Ờ làm cỏ trời ơi. Tới cái đầu ra luôn. Rồi tới đầu ra mà nó không có là đủ chết nông dân. Chết nữa. Rồi thuốc phân nó mắc cái nữa. Đủ thứ chuyện, mình là thiệt thòi 100% đó, không có đường nào chứ. Có đợt Covid này nè, dịch bệnh này nè, coi như trời ơi, tôi mua 1 triệu mốt. Nó ép qua cái vụ phân. Ủa qua phân nó lên giá quá trời luôn rồi. Rồi thuốc cái gì cũng lên chứ. 850 nè. Mua bà 7 đó. Hôm qua tôi đi không, hơi gần khách rồi. Không có được gần hơi cầm cầm được. Một bao phân tới triệu mấy sao rồi giờ sống nổi? 1 triệu mốt hả? Lên nữa đó, con không có chín trăm mấy à. Nhà nông dễ ăn đó đâu. Cây dao ổng bé hết sức kìa nha. Cây dao nó 20 ngàn. Mà ngày qua nó đi mua mà không quên. 20 ngàn. Ở dưới nhà.
Bộ bộ này chuyên gia là tối ngày tìm cỏ trời ở thì em đi chợ em biết. Không. Ủa có ăn là nãy gì vậy ta? Có bịch cà hỏi nha. Đang cười lên luôn trời. Cái xe mà nè, em lên vừa đụng cà hỏi rồi sao biết nói số giá. Giá. Lại vào chạy giá. Lại vào chạy rồi. Bốn luôn phải không? Bốn ơi. Còn như mà chú quay đó. Được mà, cây nào cũng được mà. Không giao được à. Chiếc xe phế liệu. Xe đó mới đúng tải đó. Cái này họ có để giấu làm sao như cho biết của mình băng nè. Dưới cũng lấy lộn xộn chơi. Đi cục cá không lo mà ở đây lo chi. Nhìn to ba bịch thì cứ dục đủ ba bịch thôi chứ đâu có phân biệt cái nào đâu. Mình ghi đỡ một chút. Mà thôi ra đấy nè. Ê, đi đi. Kệ ra đi. Cái này đâu có gì chứ. Đó, gì vậy? Đó, gì để đổ ra nè. Cái lụm mấy cụ này dụng vô mẹ mang. Giờ đi được tới mình thử ha Vinh. Tới Cà Mau đó mà em không nghe độn chứ. Ở đâu đi cũng được nhưng mà mình không nghe độn chứ. Lấy bọc 15 á. Có việc cho anh hay liền nha. Anh làm gì? Gửi đồ về. Tới mẹ không chứ thằng. Trái đó giờ nhiêu? 5 ngàn. Về đi. Mấy dạ rồi? Đâu? Phải cái nhậu mình, cái phải mình. Ở đây ai dám này mới sợ. Không. Đâu? Chứ nó bận đó hết nữa, heo mẹ. Dạ mà nguyên nhà luôn đó. Thở ngàn té thở luôn. Đi đánh dỗ người ta phải sợ đó. Tự tưởng nổi danh đó. Nghe gì? Nghe tiếng cũng biết nữa. Thánh hoài tàu lao Minh Thuận hồi đó đó. À, trời ơi, nghe tiếng à. Nghe nhanh. Nghe nhanh. Bây giờ chưa nghe nói chuyện. Còn muốn con trai không anh? Nhìn thấy lạ lạ. Đi đi mua mai hả? Hết dịch mới đi chị. Hết dịch mới được, nào xe đi mới được. Bán cho anh, chả anh bán không có giá gì. Ba cái dịch này lên Sài Gòn bán nó ép chết mẹ luôn. Mà bữa bán năm mấy, bữa nay còn được. Đại ca 15-2 hả? Chú sang rồi đó. Chú nào? Ba. Hả? Sang phơi tử hả?